Từng bước chân thảnh thơi. As much as you can, from morning to the night, we start from the 9 o'clock until 10 o'clock in the afternoon. We have a different session teaching you how to maintain the happiness, how to discover your true nature, how to live by yourself, and how to enjoy the happiness. Giọt nước cam lộ tưới mát cho tâm hồn của người Phật tử hiếu đạo. Con xin đại diện chư ni hôm qua chào tất cả Phật tử một tràng pháo tay thân mật. Chi tâm đành lễ thập phương tam thế chư chí tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư Phật. Chí tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư sáng này chúng ta học tới đâu rồi? Dạ, học tới nghiệp báo thông qua cái nhân quả. Tới cái duyên. Chúng ta học tới cái chỗ nhân quả. Ta học tới cái chỗ nhân quả rồi phải không? Nhân quả là một trong những cái động lực tác động vào trong cái nghiệp. Tự nó không là nghiệp, nhưng nó là một cái động lực giống như cái xe nó có cái máy vậy đó. Nếu không có cái máy thì cái xe nó không chạy được. Nhân quả chính là cái máy, nó làm cho cái xe chạy. Thế thì nghiệp nó làm cho chúng sinh sanh tử luân hồi, nhưng mà nhân quả nó lại là cái máy, cho nên nó rất là quan trọng ở trong cái nghiệp. Bây giờ chúng ta học về nhân quả một chút để hiểu hơn cái tính chất của nhân quả, rồi mình sẽ hiểu được cái nghiệp, tại sao ý rồi có vọng, rồi có hành động, rồi có kết quả. Nghiệp á, nó phải đầu tiên á, nó phải có ý, tức là cái căn bản của nó, bản chất của nó là ý. Ý rồi nó mới sinh ra vọng. Vọng á, nó mới tạo ra nghiệp. Phải có ý, có hành động. Vọng này, hành động mới tạo ra nghiệp. Cái nhân quả, bây giờ chúng ta nói tới nhân quả. Thứ nhất, nhân nào quả đó? Về bản chất,
giống nhau. Nhân chân thì ra cây chân, nhân sầu riêng thì ra cây sầu riêng. Không thể nào có nhân chân mà ra cây sầu riêng được. Có nghĩa là nhân ác thì tạo ra quả ác. Về bản chất không thể nào khác, không thể nào giết người mà có cái quả và tốt được. Phải không? Thế thì cái nhân này chúng ta học hôm nay chúng ta biết rồi, cái nhân này từ đâu phát sinh. Chúng ta biết là nhân nó ra quả, bản chất nó giống nhau, thì không phải là vấn đề đoạn quả mà đoạn nhân. Dứt nhân thì không quả. Phải không? Người có trí tuệ, Đức Thế Tôn dạy ở trong Kinh Nikaya, cái bài Kinh Bắt Rắn. Đức Thế Tôn dạy bắt rắn là bắt làm sao? Bắt ngay cái đầu đó, ngay cái cổ đó, lấy cây chỉ ba để ngay cái cổ đó, nó không có nhúc nhích nữa. Lúc bây giờ mới bắt, bắt đuôi là chết. À, bắt đuôi là nó quay lại nó cắn, cho nên phải bắt ngay ngay đầu. Quý vị thấy Đức Thế Tôn không? Ngài rất là thiện xảo. Ngài nói ngay cả như người trí, nếu không dùng thí dụ thì cũng không hiểu nổi cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên Đức Thế Tôn mới đem cái con rắn ra mà nói cái cách để bắt rắn. Bắt ngay nhân, không bắt ngay quả. Nhân và quả cùng một bản chất, không hề có sai. Nhân ác, quả ác. Nhân thiện, quả thiện. Phải không? Rõ ràng. Cái thứ gì? Nhân đưa tới nhiều quả. Về số lượng, đây là hiện tượng đương nhiên. Bỏ một cái hột chân xuống, nó là cây chân. Và cây chân nó có nhiều mùa, và mỗi một mùa nó có nhiều trái. Rõ ràng chưa? Bỏ một cái hột sầu riêng xuống, nó ra cây sầu riêng, nó có nhiều, nhiều trái. Và nhiều mùa nữa, mỗi một mùa rất, rất nhiều trái. Có nghĩa là một cái việc làm của chúng ta dù nhỏ cách mấy cũng có thể có cái quả rất là lớn. Nếu việc ấy là việc ác thì cái quả nó ra nhiều ác. Có nhiều khi chúng ta thấy nó trổ ra rồi, chúng ta than nó, trời ơi con có làm cái gì đâu, con giết có con kiến à, mà sao bây giờ con khổ quá chừng như này. Thì cái nhân ác nó tạo ra nhiều quả. Bữa nay chúng ta sẽ phân tích hai cái này thôi, còn nữa nhưng mà từ từ. Thứ nhất, nhân ra quả đồng thời giống nhau nhưng mà nói về bản chất. Thế thì cái nhân này từ đâu mà ra? Nhân này từ đâu mà có? Phải do cái hành động của mình không? Hành động. Nhân là do hành động. Nhân do hành động. Phải không? Khoan nói tới cái chuyện mà hành động ác hay thiện không cần nói. Đương nhiên chúng ta biết rồi, nhân quả. Nhưng mà nhân là do hành động. Trước khi có hành động thì nó có cái gì mới có hành động chứ? Tự nhiên hành động à? Ý. Ý. Nếu không ý có hành động vẫn có nhân quả. Lái xe không có ý giết người nhưng mà vẫn đụng trúng người. Có khi nào không có ý mà vẫn chịu nhân quả không? Chúng ta lái xe, chúng ta tông trúng một cái người đó, nó chết. Không có ý giết phải không? Rõ ràng là thấy không có ý giết phải không? Nhưng nếu người tu Phật quán chiếu bằng nhân duyên thì thấy trong vô lượng kiếp người đó đã giết mình. Kiếp này mình lái xe, mình bất cẩn, mình giết đúng người đó. Tại sao không giết người khác? Tại sao không chạy con đường khác? Tại sao không có người khác giết người đó mà phải mình giết người đó?
là tại vì cái nhân quả này từ vô lượng kiếp mà chúng ta bị che mờ bởi vô minh, chúng ta không thấy, chúng ta là mắt phàm, chúng ta không thấy được quán chiếu lại cái nguồn gốc của nó. Không phải tự nhiên, tại vì đạo Phật Đức Thế Tôn nói phàm mọi việc trên đời xảy ra đều có nhân duyên. Ai đi đâu, ăn cái gì, ở đâu, gặp ông xã nào, gặp bà nào, có đứa con như thế nào, đánh ai hay là bị ai đánh đều có nhân duyên. Tại sao mình lái xe mình không đụng người khác mà đụng cái ông đó? Kiếp trước ông đã giết mình, kiếp này mình giết lại ông. Cho nên không có gì mà gọi là ngẫu nhiên, nó từ vô lượng kiếp. Ở trong Bát Đại Nhất Giác, Ngài An Thế Cao là thái tử của nước Iran. Ông đi vào trong rừng đó, tự nhiên ông mới bước vào trong rừng, có cái ông nào ông chạy lại xăm xăm, vừa mới thấy mặt ông rút kiếm là đâm ông chết. Chưa hề nói nhau một câu, chưa hề gặp nhau bao giờ, tự nhiên gặp mặt đó, thấy khó ưa rút kiếm ra, sân nổi lên đâm cả, ông chết. Chết xong rồi, tại vì ông tu hành lâu, ông lại tiếp tục đầu thai làm thái tử. Cái ông quay trở lại, ông kiếm cái ông đã giết mình mà năm nay thì ông kia già rồi. Ông mới tới ông nói, này ta nói cho ông biết, cái ngày đó, chờ đó, ở nơi đó, ngươi đã giết một người, ngươi rút kiếm, ngươi giết một người. Cái ông già tay chân ông run hết trơn, mồ hôi đổ ra. Tại vì ông giết cái lúc đó chỉ có một mình ông và cái người chết, không có ai biết. Thế thì tại sao mà cái ông này biết? Ông sợ ông quỳ xuống, ông này nói không, ta chính là cái người nhà ngươi đã giết. Thế thì ân oán từ tiền kiếp, hai người gặp nhau cho nên thấy mặt là ghét. Giống như câu chuyện mà 500 kiếp mà hai người đàn bà lấy chung một chồng, nó ân oán với nhau, nó thấy mặt là nó ghét. Người này sinh con làm con chuột thì người kia phải sinh làm con mèo. Kiếm đúng cái con chuột nó sơi một cái cho nó hạ giận. Em nè, cho nên ở trong Bát Đại Nhân Giác, Ngài An Thế Cao sau khi chết xong đi tìm cái ông kia nói cho ông nghe. Rồi Ngài cũng nói luôn, ta bây giờ phải trả một cái nghiệp nữa, ta phải trả mạng cho một người nữa. Thế bây giờ ta nhờ ông làm chứng, còn không có tội nghiệp người ta. Ngày mai ta đi ra chợ, ta sẽ trả mạng cho một người. Nhưng mà khi ta chết rồi đó, thì ông phải làm chứng, ông nói là ta tình nguyện đi để trả cái mạng. Để ông nói với quan huyện để đừng có bắt cái người đó tội nghiệp người ta. Thế thì ông đi ra chợ, hai người đi. Tự nhiên cái đòn gánh, cái ông gánh đồ, tự nhiên cái gánh đằng trước nó đứt dây, nó bật cái đòn gánh ở phía sau, trúng ngay cái đầu An Thế Cao chết. Ông chết rồi ông đâu có nói gì được. Nhưng mà cái ông kia kìa, đi kế bên á, ông đã được làm chứng rồi. Quan huyện nó tới nó bắt ông này về cái tội sát nhân. Thì lập tức cái ông kia ông nói không, cái này là nó ân oán từ tiền kiếp. Tại vì cái ông này trước khi ông chết ông đã nói với tôi. Và sự thật như thế này này, là hồi xưa tôi đã giết ông một lần rồi, ông đầu thai ông quay trở lại. Và ông nói ông còn thiếu nợ một cái mạng của một người đó, bây giờ ông đi ông kiếm ông trả. Ông kiếm ông trả. Cho nên đó, ông nhờ tôi làm chứng, bây giờ tôi nói cho quý ông biết. Quan huyện nó dân làng ở đâu nghe hết hồn, nguyên cả cái làng nó tu hết trơn, đang hung ác. Bây giờ hiểu được cái lý nhân quả cho nên mình tu. Nhân quả khi nó đã trổ ra rồi không thế nào cản được. Ở trong kinh Nikaya, Đức Thế Tôn đã dạy đó, khi mà cái người nông dân nó lấy cái hạt giống nó bỏ xuống dưới đất, xong rồi nó tưới nước, rồi nó bón phân, rồi khi cái hạt giống nó bắt đầu nó nảy mầm lên, cái người nông dân nó đứng trên bờ để nói với mấy cái mạ đó, nói nhà ngươi đừng có lớn nha, ta gieo tới đó thôi, đừng có lớn hơn nữa. Làm được chuyện đó không? Không, cái cây nó vẫn tiếp tục nó lớn. Có nghĩa là nếu chúng ta đã gieo cái nhân thiện thì tới cái lúc nó trổ ra quả là quả thiện, không cản được nó cũng trổ. Nếu chúng ta trong suốt cuộc đời chúng ta làm việc thiện, nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện, thân khẩu ý đều thiện, thì trong kinh Đức Phật đã nói là chắc chắn 100% là sanh thiên. Không có cần ông thầy nào tụng kinh nữa, có thỉnh thầy minh tâm tới cũng phát đi à, tại vì nó đi sanh thiên, nó đi mất tiêu rồi. Nhiều khi á, quý vị làm được như vậy quý vị sanh thiên, mà thầy minh tâm chưa có đi sanh thiên nổi.
Tại vì thầy Minh Tâm còn mắc nợ quý vị, còn cứ ở đây giảng hoài, không có đi, phải không? Quý vị tu, quý vị đi sinh thiên hết rồi. Cho nên nhân nào thì quả đó, về bản chất là như vậy. Nếu nhân thiện thì ra quả thiện, nhân ác thì ra quả ác. Mà khi nó trổ thì không có né được. Nếu là nhân thiện nó sanh thiên, mà nếu là nhân ác thì nó trổ thì ráng mà lãnh. Ngài Mục Kiền Liên á, bất hiếu với mẹ, cho nên á, khi mà cuối cùng á, bị đánh nát thay, không? Thế đánh nhừ thay, thế người ta hỏi chứ ông thần thông như vậy mà sao ông không có nhảy lên, ông biến hóa, ông biến mất. Ông nói khi quả nó trổ đó, khi nghiệp mà quả nó trổ, nhân quả nó trổ ra rồi, thần còn không có chi thông. Thần còn không có chi thông, nhân quả nó trổ thì không né được. Đức Phật đã chứng đắc mà Ngài còn bị nữa mà. Ăn lúa ngựa nè, bị nhức đầu 3 ngày nè, rồi bị cô gái nó mang cái bụng bầu, nó nói chuyện này chỉ có tôi với Đức Phật biết. Nó nhét gỗ gì ở trong bụng đó, nó nói vu oan đủ thứ. Thế thì cái đó là gì? Là nhân quả. Rõ ràng chưa? Khi gieo nhân thì nó ra quả. Nó chỉ cách khoảng này là cái gì quý vị biết không? Thời gian. Từ nhân sang quả, muốn cho nhân trở thành quả thì phải có cái duyên. Có cái duyên nó tác động vào đây. Nếu không có duyên thì nó không thành quả. Thí dụ quý vị có một cái hạt sầu riêng, quý vị đem để trên một cái tảng đá ở giữa đường á, không có đất, rồi nhầm cái trời á, trời ở Las Vegas á, nó nắng tràn tràn như sa mạc, nó khô queo không nước, rồi lại không có đất, tới chừng nào nó mới mọc lên, khổ lắm, phải không nào? Cho nên từ nhân sang quả phải có duyên, đây là cái vấn đề người tu phải hiểu. Chúng ta từ trong vô lượng kiếp đã bao nhiêu lần sanh diệt, chúng ta đã tạo nhiều cái nhân xấu, nhân ác. Bây giờ đó, quý vị thấy quý vị có hoàn hảo không? Người thì bệnh, người thì trí óc lẫn thẫn, người thì nhơ nhơ thương thương, lục đủ mọi thứ hết. Bây giờ quý vị hỏi mấy nhà tu coi có người nào mà perfect không? Người nào cũng có đủ mọi thứ hết à. Hễ quăng quyển kinh ra rồi không biết nó để đâu, có nhiều khi cầm cái bút đi kiếm cái bút. Sư cũng bị vậy, thầy Minh Tâm bị hoài à, cầm cái nó, ủa, nãy giờ mình để cái bút đâu đi kiếm hoài, mà trong tay cầm. Tức là sao? Đó là những cái bệnh nó từ nơi nhân quả. À, thế thì nếu như chúng ta tu, thì chúng ta biết cái nhân quá khứ mà chúng ta đã tạo ra rồi, chúng ta không có tránh được. Trong kinh đã chép rất rõ, chỉ đợi đúng ngày giờ nó trổ ra thôi. Nó trổ ra thì ráng mà ghét, không có chạy trốn được. Đi tới chân trời góc biển, đi tới kiếp nào đi chăng nữa nó cũng theo, nó đủ duyên thì nhân nó thành quả. Chúng ta chỉ có chuyển được cái duyên này thôi. Thí dụ cái hạt sầu riêng ta không tưới nước bón phân thì nó không đủ điều kiện để nó thành ra cây sầu riêng, thì làm sao có quả? Trong tiền kiếp chúng ta đã tạo nhân ác, nhưng mà kiếp này chúng ta cắt duyên ác, không có ý ác, không có lời ác, không có hành ác, ba nghiệp đều thanh tịnh, duyên ác không có, tức là cái giống ác này không có đủ các điều kiện để cho nó thành tựu. Mà nếu nó không có thành tựu thì quả ác này rất khó để mà trổ ra, có thể chứ mà không, nó đợi cơ hội sơ hở là nó sẽ trổ. Nhiều khi để cái hộp sầu riêng ở trên tảng đá, tình cờ đó, có cô bé nào nó đi ngang, nó thấy cái hộp gì lạ, nó lấy chân nó đá một cái, rớt xuống dưới đất. Nó có điều kiện để nó trổ. Cho nên là người tu lúc nào cũng phải cẩn thận, sáu căn thì duyên ác chấm dứt. Tức là để cái hộp sầu riêng ở trên cái tảng đá và canh chừng, dòm chừng hoài không cho nó rớt xuống thì làm sao mà nó có cơ hội nó mọc. Cho nên coi chừng tai, mắt, mũi đều kiểm tra hết, thì cái duyên ác nó không xâm nhập được, tại vì nó từ nơi sáu căn mà ra. Thủ hộ sáu căn
thì duyên ác không có thành tựu, duyên ác không thành tựu thì ý ác không thành tựu, ý ác không thành tựu thì nhân có đó mà khó ra quả. Bây giờ mình nghèo, nói nghèo là nghèo về phước đức, nhưng mà mình ráng mình tu, tức là cái khoảng này nó dài, rồi mình tu mai mốt mình chứng đắc thành Phật hay là thành Bồ Tát đi, thì quả này nó vẫn trổ, nhưng mà trả được, tại vì lúc đó nhà giàu thì trả được, giàu về phước đức thì trả được, trả dễ hơn là lúc nghèo chứ. Lúc nghèo mà bây giờ mà phải trả quả, cái nghiệp này nghiệp ác thì sao? Đi bán vé số nè, cụt tay cụt chân nè, già nè, lấm cấm điếc nè, nói không nghe nè, người ta đưa trả tiền không biết thối lại nữa nè. Ở Việt Nam bị hoài mấy bà già đó, con cái nó bỏ đi bán vé số, người ta đưa tiền không biết cầm nữa, tức là khổ vì thiếu phước đức. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta chuyển là chuyển cái duyên này, làm các việc thiện, không làm các việc ác, quản lý sáu căn, thì đương nhiên cái duyên này rất khó để mà cái nhân nó thành quả. Và đồng thời chúng ta tăng trưởng thì từ nhà nghèo trở thành ra nhà giàu, từ cái người nghèo phước đức trở thành ra người có phước đức, thì trả vẫn trả, quả đến vẫn trả, Phật còn phải trả mà, ngài Mục Kiền Liên là đắc A La Hán còn phải trả mà, nhưng mà trả thì dễ dàng. Ngài Mục Kiền Liên để cho nó đánh nhiều thay, ngài đâu có quan tâm, tại vì nó đánh cái thân thôi chứ cái thần thức ngài đi ra rồi, cho nên không oán hận, không giận, không đau, cái thân xác nó cho mày đánh đi không sao hết, rồi muốn thì kết thật lại. Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta không tu được cái duyên này thì cái nhân nó thành quả, nó trổ thì chúng ta phải gánh. Khi chúng ta trả quả, mà nếu chúng ta thiếu phước đức, thiếu cái duyên này, thì cái nhân nó trổ ra quả lớn quá, thì cái tâm chúng ta khởi lên sanh ra oán hận, tại trả không nổi. Cái gì mà ông chồng cằn nhằn hoài suốt ngày, mình nấu cơm cho ông ăn, rồi mình đó là kho bế cho ông nước cam, nó thấy mà ông tối ngày ông gặp ông cằn nhằn pha nước cam, nhưng sao nước cam chua quá vậy, cho đường nhiều nó sao ngọt quá vậy, mà không cho đường sao chua quá vậy. Cách gì nó cũng kiếm cớ để nó hạch sách mình, nó làm khổ mình, làm thần kinh của mình căng thẳng. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta không tu thì chúng ta bị vậy. Phước đức không có thì chúng ta không chịu nổi cái áp lực đó. Và nếu không chịu nổi thì sao? Khởi tâm oán giận. Chính cái tâm oán giận nó lại là cái duyên để cho cái nhân ác này nó trổ. Thế chứ nào? Cho nên người tu cố gắng tu thiện lìa ác để tạo cái duyên tốt để có thể trả được cái quả. Cái quả mà không có duyên ác, cái nhân ác mà không có duyên ác thì cái quả nó sẽ bé tí tẹo, nó còi cọt. Mà đồng thời ấy, chúng ta lại tạo duyên thiện, tức là điều kiện nhà giàu để trả cái quả bé téo tẹo thì trả được. Như ngài Mục Kiền Liên nó để cho nó đập nát xác thì ông đâu có quan tâm, ông đã ra khỏi cái xác đó rồi thì đập thôi, ông đâu có đau đớn, ông không có oán hận. Dân nhà giàu mà có năm chiếc xe đó, bây giờ mày cần mày đụng cái tao cho mày luôn, tao đâu có cần, tao write off, không, tao không care, không quan tâm. Nhưng mà bây giờ nhà nghèo á, sắm chiếc đi làm, chiếc nó hơi ọp ẹp, đang đi làm tự nhiên có đứa nào nó đụng nát bét ra đau bụng quá trời, mai không có xe đi làm, thất nghiệp làm sao? Nó khác nhau nhiều phải không? Cái phước đức, thì cái phước đức đó là duyên nè. Làm các điều thiện, tránh các điều ác, là tạo cái duyên để trả được. Đề Bà Đạt Đa là cái người chống đối Phật, hại Phật, nói xấu Phật, quý vị nhớ không? Thế mà khi Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống dưới địa ngục vô gián, Phật xuống dưới Phật độ, rồi ông này giúp cho ông thành Phật, giúp cho ông thành Phật. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thành Phật độc giác. Nhưng mà công Phật này lạ lắm, cô đơn. Thứ nhất độc giác cô đơn, thứ nhì cái miệng rất là hôi, thứ nhì cái bụng nó nhom. Do nhân quả làm thân Phật chảy máu, cho nên cái bụng ốm nhom nó không có dinh dưỡng, cho nên chịu nhân quả cái bụng ốm nhom.
mắng chửi Phật, nói xấu chư tăng, chia rẽ chư tăng, tức là cái ý, cái miệng cho nên khi đã thành Phật rồi, cái miệng vẫn hôi, nói ra là nó hôi lắm. Và vì chia rẽ chư tăng, cho nên làm cái ông Phật cô đơn của mình không có ai đi theo hết. Đó là nhân quả, khi nó đã trổ ra rồi. Nhưng mà Đề Bà Đạt đã trả được cái đó không? Được, tại vì ông là Phật, tức là nhà giàu, vui vẻ trả hoan hỷ, tâm nó hoan hỷ, không sao hết. Khi quý vị tu, cái tâm quý vị đã hoan hỷ rồi thì trả cái quả bình thản, không có sao hết đâu. Nhân quả là không tránh được, hễ nhân đầy quả. Cho nên đó, ở trong kinh mới nói là Bồ Tát sợ nhân, thường nhân sợ quả. Khi nó trổ ra rồi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát còn khổ quá cứu con, tức là lo một quả, mà không lo không nhân. Chồng á, mắng một cái là hâm he nó, ông mà mắng tôi nữa tôi bỏ đói ông 3 ngày. Tới chừng á, nó giận quá nó kiếm cái bạn khác nó đi rồi, cái lúc bây giờ ngồi khóc ròng. Nghe nó bị bỏ đói 3 ngày nó sợ quá chứ vậy, nó đi kiếm bạn khác nấu cơm cho nó ăn. Rồi cái lúc bây giờ nó thấy chồng mình đi theo cái bạn khác rồi khóc ròng. Thì lỗi tại gì? Tại nhân quả. Trong đời sống cái này áp dụng ngay à. Cho nên khi đoạn duyên ác luôn làm duyên thiện thì đủ điều kiện để trả quả. Từ nhân sang quả, nó có một yếu tố rất là quan trọng, đó là thời gian. Mau hay chậm, có những cái nhân nó sinh ra quả liền trong đời này. Có những cái nhân mới làm, cái việc này mới làm, tháng sau thấy nó ra quả liền. Mới nói ác với người ta, tháng sau người ta lại người ta đập mình liền. Không? Mới nói xấu cái bà đó, cái 2-3 bữa, bà lại bà nói một tổ cha bà dám nói xấu tôi, xích cây đập liền. Không? Tức là nhân quả, thấy liền. Có những cái thứ nó phải đợi tới 5-3 năm nó mới trổ. Và có những thứ phải đợi tới 10 kiếp nó mới trổ. So sánh với thực tế, quý vị thấy như cây rau răm á, hay rau thơm á, bỏ cái hạt giống xuống 3 ngày ăn. Cây chuối thì 6 tháng, cây sầu riêng thì 5 năm. Tức là từ nhân sang quả chỉ là vấn đề thời gian. Hễ đã có nhân rồi thì phải có quả. Đợi nó đi, không chạy đâu khỏi. Chúng ta biết rất rõ, nếu bỏ cây sầu riêng, hạt sầu riêng xuống thì 5 năm có trái sầu riêng. Nào, bây giờ đó, lỡ dại, kiếp trước đã lỡ làm cái nhân ác rồi, thì làm sao kéo dài cái thời gian này để chúng ta có thể tiếp tục làm các việc thiện để trở thành nhà giàu, để mà có thể trả cái quả đó được, phải không? Bây giờ đang nghèo phước đức mà trả chịu không nổi. Ai mà lại quấn mình một cái là nổi sân lên liền, là mắng chửi là càng thêm duyên, thêm ác nữa, để cho cái nhân ác cũng trưởng thành, cũng trổ liền. Cho nên đó, phải tìm cái cách nào nới cái thời gian này ra, lui nó lại, để mình tiếp tục mình tăng trưởng cái việc thiện, mình làm giàu phước thiện cái đã. Để tới cái lúc nào đó mình có đủ sức mình trả, hoan hỷ trả. Thế thì làm sao để nới cái thời gian này? Bỏ cái hạt sầu riêng xuống rồi, 5 năm nó có trái, làm sao nới ra tới 15 năm, 20 năm? Làm sao? Không chăm sóc là một việc thôi. Sao? Đấy, thì đoạn cái duyên, đoạn hẳn. Thì nó có cái gì thì nó trồi sụt hay là bao nhiêu lâu thì kệ nó thôi. Nếu mà không tưới nước, không bón phân, không bắt sâu, không xịt thuốc sát trùng thì nhiều khi có con côn trùng này nó ăn cái hột sầu riêng, nó ăn mất tiêu rồi, chưa chắc đã ra. Phải không? Cho nên nếu chúng ta đoạn duyên, các duyên ác, cái nhân đã lỡ nhân ác có, nhưng mà đoạn duyên ác thì cái thời gian này có thể kéo dài lắm. Thì trong cái lúc chờ đợi nó kéo dài đó, biết trước sau gì nó cũng trổ quả, không chạy được. Đức Thế Tôn nó nói giấu nhà ngươi tới chân trời góc biển nó cũng theo. Kinh Pháp Cú nói rất rõ. Ngủ à? Không biết cua này. Thế thì bây giờ làm sao mình kéo dài nó ra?
đoạn viên, tức là nó không đủ điều kiện nó trưởng thành liền, mà có thể nó 15 năm, 20 năm. Nó mất luôn. Có nhiều khi côn trùng ăn nó mất luôn. Đó là mấy số chắc chắn. Không có chắc chắn. Không chắc chắn, đúng vậy. Tức là còn tỉnh ngủ. Nhưng mà trả nhẹ nhàng. Không trả nhẹ nhàng. Có một cái ông quan á, ông luôn luôn làm tiện. Mà trong cái đời của ông có một lần á, ông phê cái án làm giết một cái người đó. Ông nói là thì trong kinh có nói. Tới 9 kiếp, ông ra ông tiếp tục làm quan. Mà cái người chết đó nó không cách nào nó trả thù được. Tại vì ông là rất là cẩn mật, ông giữ thân khẩu ý, ông tu đàng hoàng. Tới kiếp thứ 10 đó, tự nhiên ông phát sinh cái ngã mạn. Ông nói chỉ có mình ta có đạo đức ta mới được tu như thế này, ta mới được hưởng quả như thế này. Tức là ngã mạn. Ngã mạn khi vừa mới khởi cái tâm ngã mạn lên là lập tức ông bị rớt. Cái ma đó, nó quay trở lại, nó đòi đúng ngay cái thời điểm đó. Nó mọc ra cái bụt nhọn ngay đầu gối, và trong đó có hình người. Thì nó đợi chúng ta sơ hở. Đợi chúng ta sơ hở. Thì ngay đó nó mới nhảy vô. Nếu chúng ta lúc nào cũng thủ hộ sáu căn, lúc nào cũng làm điều thiện đoạn duyên ác, chưa chắc nó đã nhảy vô nổi. Thời gian này kéo dài. Mà càng kéo dài bao nhiêu thì trong lúc đó chúng ta đoạn duyên ác mà luôn luôn làm việc thiện, thì chúng ta trở thành nhà giàu cái gì? Trả, cũng trả không cách gì mà trốn khỏi cái nhân quả này hết. Có nhân thì có quả, nhưng mà chúng ta trả dễ dàng. Thiếu nợ đó nhưng mà nhà giàu rồi, trả nhẹ nhàng thôi. Cái điều quan trọng ở trong nhân quả đó là cái này là cho nè, cái này là nhận nè. Đấy, bữa nay lột chân tướng là cho quý vị thấy. Trong nhân quả quan trọng vẫn là cho và nhận. Nếu cho mà không có nhận thì sao? Nó rớt đâu, mũi tên bắn lên trời nó rớt đâu, mất tiêu. Tức là phải có cho và có nhận. Có cái điểm cho, có cái điểm nhận, có cái điểm rời, có cái điểm đi và có cái điểm đến. Thì nó mới tạo nhân quả. Thí dụ, nói như vậy để quý vị rõ liền này. Ai hội được thì hội, không hội thì cố mà bơi nha. Bởi vì tôi nói càng ngày càng khó là như vậy. Hiểu hết mấy cái bài kia rồi, thấy cái bài này nó mới hay, mới hội được. Sư cô là trụ trì cái chùa này, tôi là khách tới. Tôi giảng thì tôi theo cái lý của đạo là tôi phải dưới quyền sư cô, tại vì sư cô là trụ trì, là chủ chùa. Tôi làm gì tôi cũng phải báo nó, ở ngày nay tôi có giảng dạy, sư cô đồng ý không, sư cô đồng ý hoan hỷ, tôi vẫn phải làm. Tôi giảng dở, sư cô bực, người ta đi khiếu nại với sư cô nói, thầy nó giảng dở, sư cô khởi tâm bực. Không? Thế tâm bực thì sao? Sư cô quay lại, sư cô nạt tôi. Sư cô nói thầy giảng dở lắm, thôi thầy dẹp đi, thầy đi chỗ khác. Tức là cái mũi tên bắn ra chứ gì? Có nhân chứ gì? Yeah. Phải không? Nhân phải không? Tức là cho phải không? Yeah. Có điểm đi phải không? Mà nó đến đây này, có nhận không? Tôi là người tu, tôi nghe tôi cười, xả một cái. Coi như nước chảy quá, qua cầu. Cô nói thì mặc kệ. Cô, tôi nghe tôi biết cô đang sân, nhưng mà tâm tôi hoàn toàn hoan hỷ. Tức là tôi không nhận. Không nhận có quả không? Không. Không. Nhưng mà có nhân. Có. Cô vướng, nhưng mà tôi không vướng. Thấy không nào? Tức là từ nhân sang quả nó có cho và nhận, có điểm đến mà. Nhưng mà điểm đến nó rớt trong chân không. Rõ chưa nè? Rõ chưa? Rồi. Tức là có nhân mà không quả. Đấy, quý vị thấy nguy hiểm chưa? Rồi bây giờ trở lại. Tôi nghe tôi tức. Thì tức là có nhận cái gì? Vậy tức thì tác ý. Cố cũng tác ý, tu cũng tác ý. Thì tạo ra nghiệp. Và đều có nói thì có hành. Thì đương nhiên là có tác ý, có hành thì là nghiệp, là sanh tử luân hồi. Kiếp sau tôi quay lại, tôi làm chủ chùa, cô làm giảng sư. Tôi nói kiếp trước nha, cô sỉ vả tôi nha, kiếp này tôi sỉ vả cô lại nha. Nhưng khi tôi sỉ vả, tức là cái ý của tôi là cho. Phải không? Không, cái ý của tôi là cho. Tức là tôi xả cái đó ra. Tức là có nhân cái gì? Nhân thì nó
nó thành quả, quả nó thành, thành nhân. Quay trở lại là tôi quay trở lại tôi xỉ bả cổ. Nhưng mà cô nghe, nhưng mà cô đã tu rồi, cô coi như không có nghe nữa, tức là cô không nhận, nó có quả không? Thấy không? Rõ ràng chưa? Cho nên trong cái nhân quả nó phải có cho, nhận, điểm, đi và điểm, đến. Đấy, quý vị rõ chưa nào? Bà La Môn đi theo Đức Thế Tôn, đi suốt cả ngày mắng chửi, nói cái ông cụ đạo, ông cái đạo của ông cả chớn, nói tung không có ích lợi gì hết, nói lại nhảy suốt cả ngày. Đến cuối đường hỏi chứ, từ sáng giờ tôi nói bộ ngày cụ đạo có nghe sao? Đức Thế Tôn mới hỏi vậy chứ, này hiền giả, nếu như người mời ta đến ăn tiệc, người nấu một bữa tiệc, nấu đồ ăn mời ta tới ăn, nhưng mà ta tới ta không ăn thì những cái món đồ người nấu nó thuộc về ai? Cái ông Bà La Môn nói, dĩ nhiên ông ăn thì tôi ăn chứ tôi nấu mà. Phải không? Tôi nấu ra, mà tôi mời ông ăn mà ông không ăn thì tôi phải ăn, cái đó thuộc về tôi. Thì Đức Thế Tôn nó cũng như thế, cũng như thế. Từ sáng giờ những điều ngươi nói mà ta không nghe thì sao? Thì thuộc về không? Tức là nhân quả nó phải có điểm cho, điểm, điểm nhận, có điểm đi, điểm, điểm đến. Còn nếu không thì nó không thành tựu nhân quả. Nó chỉ có nhân mà không, không quả. Cái đây rõ chưa? Bắt đầu thấy bắt đầu khó rồi. Đấy, chưa hiểu nổi đâu, bây giờ mường tượng nó thôi chứ chưa hiểu nổi đâu. Tối nay mất ăn mất ngủ về cái chuyện này, không? Để rồi ngày mai đó quay trở lại mới hiểu được tại sao mà trong cái ngũ quẩn đó nó chơi cái trò chơi của nhân quả. Ngũ quẩn chơi cái trò chơi của nhân quả. Cho nên trong Tứ Diệu Đế khi Đức Thế Tôn nói sanh lão bệnh tử là khổ, thương mà chia lìa là khổ, ghét mà gặp nhau là khổ. Thế thì cái Tứ Diệu Đế nói cái khổ đó là do ngũ quẩn. Vì Ngài A Nhã Kiều Trần Như hiểu được cái ngũ quẩn ở trong cái Tứ Diệu Đế đó mà Ngài bước vào dòng thánh. Chứ không phải là Ngài nói ở Tứ Diệu Đế khổ, sanh lão bệnh tử rồi Ngài nghe, Ngài biết ở cái đó là khổ, là vô thường. Rồi Ngài chứng không phải đâu, cái đó là thường. Sanh là thường, lão là thường, bệnh là thường, tử là thường, hàng ngày đều thấy. Có cái gì đâu mà lạ. Nhưng tại vì con người ta chấp rằng cái vật đó là có thật, vật đó là của ta, cái ngã cũng là của ta. Cho nên khi có sự biến dịch của ngã và ngã sở thì lập tức khởi tâm phiền não. Và cái đó mới là cái do cái ngũ quẩn. Vì Ngài A Nhã Kiều Trình Như nhìn thông qua cái lý của Tứ Diệu Đế hiểu được cái ngũ quẩn, cho nên Ngài chứng vào dòng thánh. Cái này cũng như thế. Quý vị thấy nhân quả, nó nhân như vậy làm sao né? Quả ra thì trổ. Nhưng bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, nhân là phải có điểm cho và điểm đi, nhận. Quả thì phải có điểm nhận, điểm đến. Bây giờ nếu không có điểm nhận thì nhân thì mặc kệ nhân, có bao giờ trổ ra quả được. Trong cái con đường tu học có bốn cái vũ khí của người hành giả rất là quan trọng: từ bi, hỷ, xả. Mà cái xả là tối thượng thừa, tức là không nhận, không chấp, không chứa. Thế thì có nhân nhưng mà nó rất rất là đau. Cho nên ngũ quẩn đó nó là cái người ảo thuật gia đánh lừa chúng ta. Cho nên chúng ta thấy có cho, có nhận, có người, có ta, có nhân, có ngã. Mà hễ có nhân, có ngã thì có chúng sanh, có thọ giả. Và ở nơi ấy có nhân, có quả. Quán chiếu cho kỹ thì thấy nhân nó là gì? Sao có nhân? Hả? Không. Thí dụ cái hột chân, cái hột sầu riêng này. Thế cái hột sầu riêng nó gồm có cái gì? Có cái vỏ trước phải không? Vỏ của cái hột đó phải không? Rồi bên trong nó có cái gì trắng 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 trong nữa, đại khái phải không? Trong đó nó có cái phần đó, nó gọi là cái cốt lõi, cái ngòi để nó có thể nảy mầm phải không? Và những cái chất xung quanh là những cái chất dinh dưỡng để nuôi cái ngòi.
khi có nước mưa hay cái gì đó đủ điều kiện thì cái đó nó làm cái chất dinh dưỡng để nuôi cái ngòi này, cái ngòi mới nở ra, rồi nó mới lục thử cái vỏ này ra, nó mới để mầm, phải không? Rõ ràng phải như vậy không? Thế thì những cái này mà cộng lại với nhau thì cái này á, cái hộp sầu riêng này gọi là cái gì? Thuật ngữ nhà Phật chúng ta gọi là gì? Duyên. Tức là nó vô duyên sanh. Rõ chưa? Cái này sinh ra cái kia thì cái đó gọi là duyên sanh. Nhân này cũng là duyên sanh. Tới đây rõ chưa? Mà hễ cái gì thuộc về duyên thì sao? Duyên sanh thì sao? Như nguyện. Thành chú Phật dạy duyên sanh thì như nguyện. Cho nên cả nhân cũng như nguyện. Cho nên chúng sanh nó mê mờ không biết, cho nên chấp nhân là thật. Cho nên nó lao đầu vào dòng sông mà bước mất bóng trăng chết đuối trong đó. Cái tâm thức của người hành giả chấp rằng sắc là có thật, cho nên dính mắc vào đó. Và quan trọng nhất là cái fear, cái sợ hãi. Ta đã tạo ra cái việc đó, ta đã giết chó giết mèo, ta sẽ phải trả quả. Và cái đó là ám ảnh vào trong cái tâm thức của người hành giả. Nó đi theo cái thần thức đó, nó đi sang kiếp khác nó cũng mang theo. Tại sao có các vị tổ như tổ Hoàng Nhạc, Hoài Nhạc cầm con mèo lên chặt đầu nó, rồi có mấy vị thiền mua cá về đập đầu nó nấu cháo cho mẹ ăn, sao đó có vướng gì không? Ông chặt đầu cá, ông đập con cá, ông nấu cháo cho mẹ ăn đó, người ta nói xong thiền sư đã ác. Cái ông lang ở dưới phố nghe vậy đi sám hối khắp hết mọi chợ, nói vì tôi nói rằng mẹ ông cái bình đó phải ăn cháo cá, ông mua cá lên không đọc, ấn là ông nghe ông làm thôi, tức là ông hành nhưng mà không ý. Ông làm vì ông muốn cứu mẹ chứ ông đâu có muốn giết con cá, hai cái ý khác nhau. Ông không hề có ý sát sanh, chẳng qua muốn cứu mẹ vì cái tình thương của mẹ cho nên ông giết cá. Thì con cá đó khi mà ông giết cái là nó được độ, nó thoát cái xác cá nó thành người. Tại vì tâm từ, ông không hề khởi lên cái tâm sắc. Đấy, cái diệu dụng nó chỗ đó. Cho nên cái dụng của trong Phật Pháp đó, vẫn là cái dụng. Kể cả chân tâm hoặc là thức, tức là vọng tâm. Chân tâm hay vọng tâm tự nơi bản chất của nó không tội lỗi. Nhưng mà cái dụng của nó này, tức là cái sóng đó. Cái này là nước, mà cái này là sóng. Đủ duyên thì thành sóng. Có sóng thì mới có việc chứ, nước không nó có gì đâu nói. Có sóng cho nên mới người ta mới bày ra surfing, lướt sóng, rồi ta mới bày ra thủy điện, đủ mọi thứ. Nó là cái dục. Còn nước mà để tĩnh lặng thì vô ích. Gió cũng vậy, mà tĩnh lặng thì vô ích. Nhưng mà nếu gió nó thổi, người ta biết tận dụng thì ta biến thành ra điện. Điện gió, wind power. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái thân chúng ta cũng vậy. Nếu nó không có động thì nó là xác, xác chết. Cho nên tất cả những năng lượng mà thấy nó động đó, tức là cái thể dục này nè, cái dục của cái thân, cái dục của nhân, thì nó mới có hữu dụng, mới xài được. Mà luôn luôn nó động chứ nó không bao giờ tĩnh, tại vì hãy năng lượng thế thì động. Trong bản chất của năng lượng nó có một cái hộp chính giữa này, nó gọi là neutron, rồi nó có mấy cái electron xung quanh nè, phải không? Yeah. Thế thì mấy cái này nó có đứng không? Lúc nào nó cũng quay chóng mặt luôn, quay với vận tốc mà. Có nghĩa là chúng ta không thấy nó quay. Cái bàn này chúng ta tưởng nó là yên nhưng mà không có, trong này toàn những nguyên tử và những cái electron nó chạy với tốc độ chóng mặt luôn, nhưng mà chúng ta không thấy. Chúng ta nghĩ rằng cái bàn này nó là cứng bằng gỗ, không có. Người có học khoa học biết đây là nguyên tử, cái bàn là nguyên tử, thầy minh tâm cũng là nguyên tử, nó kết hợp lại trong cái trái đất này, nhìn thấy thiên hình vạn trạng nó có 121 cái nguyên tử thôi, và những cái nguyên tử đó đều là năng lượng, và cái điện electron nó quay với vận tốc chóng mặt, vận tốc nhanh lắm. Có nghĩa là trong các cái hoạt động của chúng ta đang ngồi đây, nhưng mà thực sự ra các cái tế bào, các cái cơ thể nó đang chạy với vận tốc rất là nhanh. Tại mình quen rồi mình không thấy.
cũng như trái đất đó. Quý vị thấy trái đất không? Trái đất này không? Cái đường kính trái đất lớn không? Lớn không? Lớn. Bây giờ quý vị tưởng tượng quý vị là một cái chấm ở trên trái đất. Tỷ dụ trái đất như này. Quý vị là một con kiến đang ở trên cái này cái gì? Khi trái đất nó quay một vòng là 24 tiếng đồng hồ. Phải không? Quý vị tưởng nhanh à, tưởng chậm à? Nhanh lắm. Tại vì cái đường kính của trái đất quá lớn mà nó quay nhanh. Mà tại sao ta thấy chậm? Tại vì ta quen với cái tốc độ quay đó rồi. Nếu ta đứng ở trên cái mặt đất này mà nó quay một vòng cái địa cầu á, cái đường kính này bao nhiêu? Quý vị biết không? Tức là cái cơ thể của chúng ta nếu mà đứng ở trên cái mặt đất này mà tính theo cái vận tốc mà nó quay chung quanh nó 24 giờ đồng hồ đó, là quý vị đang bay với vận tốc là gần 10.000 cây số một giây mà vẫn không thấy, không thấy nổi, tại vì mình quen rồi. Cũng như mình đang đứng ở trên mặt đất, mình tưởng là mình đứng mình quen rồi, nhưng mà thực sự cái lực hút của cái trái đất nó xuống cơ thể mình đó, để cho mình phải đứng, cái lực nó quá mạnh mà chúng ta quen rồi. Thảy cái vật này lên nó rớt xuống, phải không? Mà thảy lên á, càng đập xuống càng mạnh á, thì cái tốc độ nó bình phương, cái sức mà đập xuống á, nó bằng cái này bằng cái tốc độ bình phương, bằng cái trọng lượng này và cái bình phương của vận tốc, y bằng mc bình phương mà. Mà ta không thấy, tại vì ta quen rồi, quán tính rồi. Cho nên nếu chúng ta đứng ở trên mặt đất á, mà cái vận tốc của trái đất nó quay đó, nó nhanh gấp 10 lần cái máy bay bay mà chúng ta quen rồi, chúng ta đâu có thấy đâu, không cảm nhận thấy. Nó xoay nhanh lắm, tại đường kính nó quá lớn mà. Quý vị tưởng tượng đấy, mà mình có thấy không? Không thấy. Tức là tại sao chúng ta là tạp khí, thói quen, bị ngũ quẩn đánh lửa, nó quan tâm. Thấy chưa nào? Cho nên nếu chúng ta hiểu rõ, chúng ta thấy cái nhân này nó là do duyên sanh, và hiểu duyên sanh rồi thì tất cả chúng ta phải tìm cho tới cái tận gốc của cái duyên sanh. Nhân quả đều có cho và nhận. Bằng cái thí dụ hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị biết rồi đó. Nếu một người chửi mắng người này mà nếu người này có nhận thì nó có quả, còn nếu không nhận thì nó đâu, ngay vô nó triệt rồi. Có nhân mà không, không quả thì nó bị triệt. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói lấy ân báo, còn oán thì oán tiêu tan. Ngay cái chỗ này nè, nếu không có nhân thì nhân thì mặc kệ nhân, lấy ân báo oán thì oán tiêu tan. Tại sao Đức Thế Tôn nói vậy? Tại vì cái định luật nhân quả này nó lại thuộc nơi cái chỗ cho, điểm đi, điểm đến, cái nhận. Nếu không có nhận thì coi như xong rồi nha. Tới đây thôi. Rồi, từ từ, mỗi ngày một khó. Chúng ta có câu hỏi gì không? Có thì hồi hướng. Rồi, hỏi đi. Một câu thôi nha. Cái hành động với nhân đó thầy, mình tới cái hành động, còn không tới cái ý. Tức như cái ý hồi này nói là có ý tốt, có ý xấu, rồi để mà tác động những cái hành động đó, nó tạo ra cái quả. Nhưng mà ví dụ như cái hành động đó, mình đã lỡ làm rồi, mình mới vừa, ví dụ như là con định cho cái người đó con định cho người đó mà con vừa đó tác động là con đem cho người đó, mà sau khi con vừa thức tỉnh, chợt tỉnh được cái hành động đó, ví dụ mà con lỡ cho rồi, cái đó nó có cái gì, nó có thể duyệt liền hay không? Lỡ, mình đã lỡ lầm. Lỡ cho hả? Dạ, lỡ cho. Lỡ cho mình... nhưng mà cái ý của mình á là có ý cho hay không? Nếu mình không có ý cho thì coi như là cái hành động cho thôi. Dạ, nó hành động cho mà lỡ đưa cho người đó rồi, và người đó cũng mấy rồi, sau đó mình cảm thấy là mình bị lỗi này, mà người đó bỗng dưng tự nhiên họ sưng lên, thì lúc đó mình cảm thấy mình đã bị lỗi rồi, cái đó thì là như thế. Thì cái đó nó là đã có nhân rồi. Dạ, dạ nó có nhân rồi thì nó phải chờ ra quả thôi. Thì kiếp này không trả thì kiếp sau trả. Ví dụ như mình vừa thực nhớ ra, mình nói bây giờ mình bỏ cái lời giống như là xin lỗi đi, à tôi đã lỡ, nhưng mà cái mình người xin đó, lỗi là cái phần mình, dạ, tức là mình đoạn cái nhân, đoạn cái duyên. Dạ. Nhưng mà cái điểm nhân này nè, người ta có xả không? Dạ, đó lúc đó. Nếu người ta không xả, người ta dính thì mình kẹt.
Vậy là mình vẫn phải trả thôi không thầy? Chứ bây giờ cái chỗ đó đã dành cho ta ban quả rồi, bây giờ chạy đâu? Dạ đó. Ví dụ con nói vừa tức thời con vừa nói ra, ồ tại chị vừa làm những cái con có chậm, con hiểu là ồ cái đó là cái mình rõ ràng cái sao mình rồi xin lỗi liền. Nhưng mà nó trễ rồi, tại vì đã có người nhận rồi. Dạ, nó nhận rồi, có tức lên rồi. Dạ, khi con... người ta khởi lên cái niệm tức, tức là tắc ý. Dạ, nhận. Thì ngay cái chỗ đó là nhận, người ta thọ nhận rồi. Dạ. Người ta cảm thọ nhận thì kiếp sau người ta đầu thai lại, người ta kiếm mình, người ta xỉ vả. Xỉ vả. Ngay lúc đó mình xin lỗi mà cũng không tha. Nhưng mà nếu người ta không tha thì sao? Nếu người ta không xả thì sao? Tức là người ta thọ nhận, tức là có điểm đến. Dạ. Cũng như cái mũi tên bắn lên trời rớt xuống ngay đỉnh đầu mình. Cho nên không nhân đừng tạo nữa. Rồi ta niệm Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật.